Dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn. Lời đầu tiên, cho phép bên Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn gửi lời chúc sức khỏe và bình an. Video này, bên em lại tiếp tục lên sóng với tất cả bác một số dòng dây quang, dây AV mà bên em vừa mới về nhé. Thì trước khi đi vào video chi tiết những cái dòng sản phẩm ngày hôm nay, các bác đăng ký kênh cũng như là cho em xin một lượt like nhé. Rồi và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết lần lượt những cái dòng sản phẩm ngày hôm nay. Thứ nhất đó là dòng dây quang của hãng Litton nhé. Dòng này thì bên em có size là 1,5 m này, 3 m nhé. 1,5 m thì giá của nó là 250.000 đồng bao ship. 3 m là nó có giá là 320 bao ship nha bác, của hãng Litton. Dây được bọc da rắn rất là đẹp nhé, rất là đẹp. Đó, có size 1,5 m và size 3 m nha bác. Tiếp theo đó là dòng dây quang của hãng Rocket Fit. Dòng này cũng hết hàng khá là lâu nha bác, Rocket Fit. Dòng này thì lần này em về được size 2,5 m nhé. Bác nào khoảng cách dài thì lấy dòng này. Đây, nó sẽ có chữ in ở trên dây ấy. Có chữ in ở trên dây. Dòng này là một sợi của nó là 300.000 bao ship nha bác. 300 nhé. Cũng về được ít thôi, không có nhiều nha bác. Trên dây của nó có chữ đấy, chữ Rocket. Đây đây, em sẽ quay cho tất cả bác cùng xem. Rocket Fit này. Đó, dòng dây bại của Mỹ nhé. Tiếp theo, em giới thiệu qua cái dòng dây AV. AV của hãng Litton. Thì em lại tiếp tục về thêm nhé. Dòng này tiếng của nó rất là sáng nha bác. Và cắm rút rất là êm. Dòng này cho bác nào xài âm ly cổ mà khoảng cách nó gần nhau ấy, thì các bác lựa chọn dòng dây này. Thứ nhất là jack của nó rất là nhỏ gọn nhé, rất là nhỏ gọn, cắm rất là êm. Nó không bị cấn hay là bị vướng gì hết. Loại của dòng này là loại đồng mạ bạc này. Các bác có thể nhìn lớp chống nhiễu của nó cực kỳ là dày luôn. Sử dụng chống nhiễu KG nhé, đây. Có mã số ở đây nha bác, có mã số ở đây. TDK. TDK này. Dòng này nó chống nhiễu hai chiều và một bộ của nó là như thế này nhé. Một bộ của nó như thế này, 450.000, bên em bao ship cho tất cả bác luôn nhé. Vừa về được 20 bộ nha bác, 20 bộ. Bác có thể nhìn đầu jack này, đầu jack mạ vàng rất là đẹp nhé. Dây có chiều dài là 1 m nha bác, 1 m nhé. Tiếp theo, em đi qua cái dòng dây quang của hãng Analysis. Dòng này thì bên em bán cực kỳ là nhiều rồi. Chất lượng cũng như là chất âm của nó mang lại cực kỳ là hay. Analysis này. Đó, Optical. Đầu đúc cho các bác, đầu đúc nhé. Dây này 2 m là nó 600.000. Còn có size 1 m này. Sợi này 1 m nha bác. Sợi này 1 m thì nó chỉ có 500.000 thôi. Đó, có 1 m và 2 m đầy đủ cho tất cả bác luôn. Còn rất là nhiều nhé. Còn rất là nhiều. Tiếp theo, em đi qua cái dòng dây quang của hãng Audio Quest. Rất là đẹp nhé. Dòng này một sợi của nó chiều dài là 1,5 m nhé. Giá là 650.000 đồng. Các bác có thể nhìn đầu jack của nó này. Rất là đẹp. Mã của dòng này là ONL5 nhé. ONL5. Đây, thương hiệu và logo của hãng Audio Quest, đặc trưng của dòng này nhé. Optical Link 5. Có chữ Audio Quest đây này. Audio Quest nhé. Và những cái đầu này là đầu đúc hết nha bác. Đầu đúc hết nhé. Giá là 650.000 đồng một sợi nhé. Đó, bác nào có nhu cầu mua sắm những cái dòng dây quang, dây AV này thì liên hệ cho em nhé. Dây AV thì loại của nó loại đồng mạ bạc. Chất âm của nó rất là sật tiếng và rất là chi tiết nhé. Đó, mọi chi tiết mua sắm những cái dòng sản phẩm này các bác liên hệ cho em theo số điện thoại là 0969 569 157 nhé. Rồi, chào các bác, hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.